Vô máy sẽ làm nghe người này. Ngày này quay nghe nè, bấm chốt lên gạt qua nha, mình sẽ gạt lại đó, cái này nè, cái chiếu đây không nhúc nhích như này được, bấm qua. Còn cái này làm cái tay quay không nè. Rồi mặt đạn này bạn mua trên Shopee nha. Ai muốn mua bạn để cái đường link dưới phần mô tả video, người vào đó mua nha. Quay dây, rồi muốn bật lại sẵn xả dây, quăng dây câu người,
Đấy, xe gì đó đây nha, rồi rút dây này xuống là mình quăng ra đây, để mình quăng cho mọi người xem. Bóp bóp cái chốt này lên nè, bóp chốt này lên đó, quay nghe, vậy là mình quăng dây thôi. Đó, hết rồi. Quay bóp chốt này, khi nào muốn quay ngang thì quay vậy thôi. Đó, nó gãy cọc nè, còn một máng lên đây, quay lại. Bóp đây ra. Tháo ra, quăng. Đó. Hết dây luôn rồi. Hết dây luôn. Bóp này lên. Rồi. Quăng lại.